Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Giữa lúc ở bên ngoài đồng bào của mình biểu tình rầm rộ đi phản đối, thì ở bên trong hội nghị thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Cộng sản Việt Nam võ văn thưởng lên tiếng cầu cạnh Hoa Kỳ. Cầu cạnh điều gì? Không chỉ cầu cạnh chính phủ liên bang Hoa Kỳ mà còn cầu cạnh luôn cả các vị giám đốc của những công ty lớn của Hoa Kỳ hỗ trợ cho Việt Nam nội dung chính những lời cầu cạnh của Võ Văn Thưởng tại hội nghị APEC cũng như tin liên quan tới việc Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ một số việc kiều yêu nước. Việc kiều yêu nước này nằm trong ngoặc kép nháy, nháy nháy nhau có gì chứ không phải chữ có thanh tùng nha. Đây là chữ mà đảng và nhà nước rất là thích sử dụng tại vì việc kiều đem tiền về mà cái bầu sữa căng tròn của đàn kiều việt kiều hải ngoại thành ra là đảng với nhà nước gọi đây là khúc ruột ngàn dặm và bây giờ thì võ văn thưởng qua mỹ một mặt thì chiêu dụ các công ty của Mỹ, một mặt thì lấy lòng, xoa dịu nỗi lòng của những người con xa xứ do Phó Văn Thưởng đã kéo tới thăm tư gia của một vị kiều yêu nước tại Auckland. Thanh Tùng sẽ kể quý vị ngay đặc biệt thông tin liên quan tới cả thành phố Huế chìm trong nước lũ. Tuy nhiên trước khi mình đến quý vị phần tin chi tiết, sẽ được giới thiệu bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Fresh Produce and Seafood Market mới khai trương cho người Việt làm chủ. Đặc biệt mỗi ngày đều có cá tươi đi câu về, có các loại seafood, có lò cá chiên tại chỗ, có thịt heo rừng, dê na và đặc biệt có bán vịt và gà lông đỏ. Đủ các loại rau và trái cây tươi mới bảo đảm chất lượng cao mà giá cả nhẹ nhàng nhất dùng. Có những EBT Food Stamp, Fresh Produce and Seafood Market, 156 sao Jackson Avenue San Jose, trong khu Jackson Center góc đường Capital Expressway và Jackson Avenue 408 4495175 4495175

Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road, San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm mềm Nado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270, 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand San San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam, đang cận nhân viên phủ bếp và chạy bàn 408 277 -0922. Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng, kêu gọi Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Rồi sau đó tiếp xúc với thống đốc của tiểu bang Cali, rồi gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đi thăm đại học hàng đầu và thăm Việt Kiều yêu nước chữ trong ngoặc kép, trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 4 ngày đến Mỹ. Như Thanh Tùng đã có thư giới quý vị, Võ Văn Thưởng cùng với vợ của mình đã bay đến Mỹ từ chiều tối của hôm thứ Ba, chiều tối hôm thứ Ba đầu tuần vừa qua là ngày 14 từ tháng 11. Dĩ nhiên không phải đi một mình, đi cho cả một phái đoàn. Trong đó có rất nhiều những người làm ăn. Và đại đa số những người làm ăn đó, quý vị biết, đều là có dính dáng tới chế độ Cộng sản Việt Nam và có rất nhiều đảng viên. Có rất nhiều đảng viên thì họ tỏa ra gặp gỡ lo ký kết các hợp đồng trong suốt những ngày mà võ văn thưởng ở lại mỹ thì ngày hôm qua thứ năm võ văn thưởng uh, ngày hôm qua thứ tư võ văn thưởng đã có bài phát biểu trước uh, hội nghị thượng đỉnh apec và tên sáng ngày hôm nay sáng thứ năm thì võ văn thưởng cũng phải đoàn đi thăm gia đình việt kiều yêu nước và sẽ còn thêm một ngày nữa là ngày mai thứ sáu trước khi bay trở về lại việt nam thì thanh tùng sẽ cập nhật quý vị trong từ thứ ba, thứ tư cho đến ngày hôm nay thứ năm, Võ Văn Thưởng đã làm gì tại San Francisco? Võ Văn Thưởng đang có mặt ở San Francisco theo lời mời của Tổng thống Joe Biden để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và các hội nghị khác có liên quan như các hoạt động ngoại giao song phương với Hoa Kỳ. Trong buổi trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC vào ngày hôm qua thứ Tư 15 tháng 11, thì Võ Văn Thưởng được báo mạng VN Express ở trong nước dẫn lời nói rằng ông mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tác động đến chính quyền Hoa Kỳ để sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Điều mà phía Hoa Kỳ đã hứa sẽ xem xét khi nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vào hôm 10 tháng 9 vừa qua. Nếu được Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam sẽ có lợi thế trong các cuộc điều tra chống phá giá hay là trợ cấp hàng xuất cản của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ nhì, nhưng là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Trong năm 2022, thì xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt giá trị gần 110 tỷ Mỹ Kim, chiếm gần 30% tổng lượng xuất cảng của Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành điều tra phòng vệ thương mại với Việt Nam trong 25 trường hợp, tính cho đến tháng 8 năm 2023, cũng theo Tổng cục Hải quan. Võ Văn Thưởng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tận dụng việc hai nước nâng cấp quan hệ để tăng cường đầu tư vào Việt Nam và hứa hẹn. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để tăng sức hấp dẫn trong mắt của nhà đầu tư ngoại quốc, cũng theo tin từ báo VN Express. Trước đó, khi phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, Võ Văn Thưởng được trang mạng này dẫn lời đề nghị Hoa Kỳ không nên cứng nhắc theo quy định trong việc công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam mà hãy vận dụng quyết sách chính trị viên chức tháp tùng Võ Văn Thưởng đến Hoa Kỳ cũng phụ họa thông điệp này của ông. Trong buổi làm việc với ông Jose Fernandez trong cùng ngày hôm qua, 15 tháng 11, thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách tăng trưởng kinh tế năng lượng và môi trường, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có tiếng nói với Bộ Thương mại Hoa Kỳ đẩy nhanh việc xem xét, ra soát để tiến tới công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường, theo tin từ báo đầu tư. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Hoa Kỳ khách quan công bằng khi điều tra về các vụ việc mà Việt Nam bị nghi là bán phá giá hàng hóa vào thị trường nước Mỹ. Trong bối cảnh đối mặt với cuộc biểu tình phản đối của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Võ Văn Thưởng đã đến thăm gia đình của một Việt kiều yêu nước ở thành phố Oakland, gần giới San Francisco. Tin này được đăng trên báo Tuổi Trẻ trong nước. Theo đó, thì Võ Văn Thưởng đã đến thăm Phạm Văn Tịch, là chuyên gia khoa học máy tính từ Đại học Berkeley, và gặp một số kiều bào yêu nước khác tại nhà riêng của ông Tịch vào sáng của ngày hôm nay 16 tháng 11. Báo tuổi trẻ cho biết ông Tịch là thành viên của Hội Việt Kiều yêu nước tại Mỹ, có gốc gác gia đình là Việt Minh trong thời kỳ chống Pháp và bản thân ông cũng sớm giác ngộ và tham gia các hoạt động cách mạng từ nhỏ. Ông được một gia đình Mỹ nhận nuôi sau khi bị thương nặng trong một trận bom và được các nhà thiện nguyện đưa sang Mỹ để điều trị. Võ Văn Thưởng được dẫn lời khẳng định rằng Việt Kiều ở Mỹ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và kêu gọi các Việt Kiều yêu nước ở Mỹ có tác động đến thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Mỹ hiểu rõ hơn về tình hình đất nước và chính sách của đảng. Câu này thì tên tôi phải dừng lại. Rõ ràng không có gì. Đây là một bước thể hiện. Thứ nhất là thể hiện cho tinh thần nghị quyết 36 của đảng và nhà nước thò cánh tay dài lông lá của họ sang các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp quốc gia trên thế giới, tác động vào Việt kiều yêu nước. Chẳng những tác động Việt kiều yêu nước của thế hệ này, mà còn kêu gọi Việt kiều yêu nước hãy giáo dục con em của mình thế hệ thứ hai, thứ ba sống lên ở Mỹ, hiểu rõ hơn về tình hình đất nước và chính sách của đảng. Thế võ văn thưởng muốn Việt Kiều yêu nước của chúng tôi hiểu như thế nào về tình hình đất nước và chính sách của đảng thời điểm hiện tại. Mỗi năm, các ông kỷ niệm ngày thống nhất đất nước chiếm miền Nam Việt Nam, ngày xâm lăng miền Nam Việt Nam, bằng hàng loạt lá cờ đỏ, hệ thống tuyên truyền tràn đầy trên báo, trên TV, trên radio, dẫn chống Mỹ, chửi Mỹ, dẫn đánh ngụy chửi ngụy Kìa rồi bây giờ, các ông muốn Việt Kiều yêu nước chúng tôi hiểu gì về chính sách của đảng? các ông vẫn bỏ tù. Các ông vẫn đàn áp, vẫn bịt miệng các tiếng nói bất đồng chính kiến ở trong nước. Chỉ vì họ nói lên tiếng nói, đòi hỏi cho nhân quyền. Các ông muốn việt kiều yêu, yêu nước chúng tôi hiểu gì về chính sách của đảng và nhà nước. Các ông cúi đầu trước thế lực của ngoại xâm, của Bắc Kinh. Các ông hèn với giặc, các ông ác với dân. Các ông muốn việc kiều yêu nước chúng tôi hiểu gì về chính sách của đảng và nhà nước các ông bò qua bên này nơi mà chúng tôi đang hình thành một đời sống mới chạy trốn cái chế độ ác nhân của các ông các ông qua bên đây các ông đòi hình thành một trăm phần trăm phủ đỏ cả cộng đồng người việt tị nạn của chúng tôi vắt kiệt tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi gửi về cho các ông các ông muốn chúng tôi hiểu gì về chính sách của đảng và nhà nước hiện nay võ văn thưởng ông nghĩ làm sao vậy ông nghĩ làm sao vậy có gì biết là ngày hôm qua tại San Francisco thì Võ Văn Thưởng cũng đã tiếp thống đốc của tiểu bang Cali là Gavin Newsom. Để trao đổi về tình hình người Việt ở tiểu bang, có cộng đồng người Việt đông nhất nước Mỹ kêu gọi California tăng cường hợp tác với Việt Nam. Ghê hồng quý vị? Ngoài ra Võ Văn Thưởng cũng gặp giám đốc điều hành của hãng Apple là Tim Cook và Brandon Nelson là chủ tịch của Boeing toàn cầu kêu gọi các tập đoàn này tăng cường hoạt động ở Việt Nam và rồi cũng đã đến thăm trường đại học Stanford, một trong những trường đại học hàng đầu của nước Mỹ tại California. Đó là hoạt động của Võ Văn Thưởng. Ở phần 2, Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe chuyện cả thành phố Huế, cả kinh thành Huế chìm trong lục thê thảm ra sao. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV chào mừng đến tức một Hot News với Thanh Tùng. Cả thành phố Huế chìm trong nước lũ. Kinh thành Huế chìm trong nước lũ và ít nhất đã có 5 người bị thiệt mạng. Tôi có vị, các cái mẫu tin ở trên báo chí nhà nước nó không phong phú, nó không rõ ràng như là những hình ảnh chúng ta được nhìn thấy trên mạng xã hội từ hai ngày qua nước lũ tràn ngập trên đường phố ở xứ huế người dân di chuyển bằng xuồng và nước vẫn chảy xiết bầu trời của huế vẫn xám xịt như vẫn còn muốn đổ thêm nước xuống nữa chẳng những gây nên tình trạng gián đoạn về lưu thông ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp hoa màu ảnh hưởng tới đời sống người dân nhiều người phải đi di tản mà còn có thêm người đã bị thiệt mạng về vụ này Hiếm khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh một thành phố Huế mà chìm ngập trong lục như là một dòng sông như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại hình ảnh quê nhà của mình, nhất là Kinh Thành Huế trong trận lục vừa qua, trong ít phút nữa. Tuy nhiên trước hết cho Thanh Tùng giới thiệu chứ có gì bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Quý vị chính là người tạo ra luật cho cuộc chơi. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt những cách sống lỗi thời khi về già để bước vào một kỷ nguyên mới tận hưởng cuộc sống tại alignment health cung cấp tất cả mọi dịch vụ chăm sóc y tế cho người cao niên chúng tôi có các chương trình bảo hiểm y tế đặc biệt medicare advantage plan đây là những chương trình tiên phong đi đầu trong dịch vụ cung cấp bảo hiểm y tế medicare quý vị có thể hoàn toàn làm chủ các dịch vụ y tế cho mình tôi thích được làm chủ và quyết định các dịch vụ y tế cho mình đã đến lúc chúng ta tận hưởng cuộc sống đây không phải là lúc chúng ta lùi bước vào tuổi xế chiều. Alignment Health Plan 1888-559-1659 Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối 7 ngày một tuần. AlignmentHealthPlan.com Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? Hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn? Thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio MR2 này là dành cho bạn xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408-294-2354 trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên trung tâm thuế vụ hàng lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Crackmore Milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Thưa quý vị, Hoàng Thành ở Quế và khu phố cổ Hội An chìm trong nước lũ. Trong bối cảnh mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, trên các tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam đã khiến ít nhất 5 người bị thiệt mạng và nhiều người phải di tản. Theo đó, mưa lớn kể từ ngày 13 tháng 11 đến nay đã khiến các tỉnh thành từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng bị ngập lụt. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam dẫn số liệu báo cáo từ các địa phương cho biết, gần 19.000 căn nhà đã bị ngập và đã có 5 người chết và mất tích. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu của người dân đã bị hư hại trong khi nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã trong đó có tuyến quốc lộ quyết mạch 1A đã bị ngập và gây chia cắt lưu thông. Tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế là địa phương bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ này. Tại Huế, 85% tuyến đường có 36 phường, xã đã bị ngập nặng. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh Thừa Thiên Huế là Đặng Văn Hòa được dẫn lời cho biết như vậy. Đặng Văn Hòa nói, hai bên sông Hương đều bị tràn bờ, với bờ bắc ngập từ 0.8m cho tới 1 m hai, còn ở bờ nam thì ngập từ nửa mét cho tới 1 m Hình ảnh truyền thông trong nước cho thấy khu đại nội của Hoàng Thành Huế, trong đó có cả ngọn môn Điện Thái Hòa ngập trong nước. Học sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đã được cho nghỉ học đến hết tuần. Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Trần Lưu Quang đã họp trực tuyến với các lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều của ngày hôm nay là chiều thứ Năm, 16 tháng 11, về tình hình mưa lũ và bằng cách khắc phục. Còn tại phố cổ Hội An, vốn cũng là di sản văn hóa thế giới như Hoàng Thành Huế, thì nước sông Hoài, nước từ sông Hoài tràn bờ, đã làm ngập nhiều con đường, di tích trên phố cổ, Hình ảnh trên báo chí trong nước cho thấy người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Xin nhắc lại, mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về nhanh. Toàn bộ 36 phường ở thành phố Huế đều bị ngập từ đêm 14 tới tháng 11 vừa qua. Đến sáng nay, hàng loạt khu dân cư ở phường Xuân Phú, Phú Hội bị lũ bủa dây, ngập hơn 1 mét. Xe hơi được người dân đưa lên khu vực cao tránh lũ nhưng vẫn bị ngập bánh. Nước dâng cao, khiến cho nhiều tuyến đường ở Huế bị tê liệt. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên đường lúc này là ghe, tức là xuồng nhỏ của bà con làm nghề sông nước. Tùy vào đoạn đường họ được thuê chở mà giá tiền cũng khác nhau. Nhiều sinh viên ở Huế cũng lội lụt để đi mua thức ăn về dự trữ. Chị Nguyễn Thị Mai trú ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế cho biết nước lên nhanh vào rạng sáng tràn vào căn nhà của chị. Dù đã kê cao đồ đạc trước đó nhưng nước ngập vẫn làm hư hại một số đồ dùng trong căn nhà chị Mai. Nước lục dâng cao còn khiến các hộ kinh doanh khách sạn ở Huế bị ảnh hưởng. Một số khách sạn đã phải thuê xe tải để chở khách tới phi trường Phú Bài. Một số du khách ngoại quốc thì tỏ ra thích thú khi được chứng kiến cảnh thành phố Huế bị ngập trong nước. Sáng hôm qua 15 tháng 11, chị Huỳnh Thị Bi, 40 tuổi, cùng con gái Nguyễn Thị Hằng, 18 tuổi, và 6 người khác di chuyển trên ghe từ khu chung cư Hương Sơ sang chợ Phú Hậu, thành phố Huế để mua sắm. Khi ghe quay trở về đến đoạn ngập trên đường Đặng Tất, phường Hương Vinh, gặp nước lũ chảy xiết khiến cho thuyền bị lật. Chị Bi và con gái bị lũ cuốn trôi. Sáu người khác bám vào cây bên đường nên thoát nạn. Thi thể chị Bi được tìm thấy vài giờ sau đó, còn cháu Hằng thì vẫn đang mất tích. Khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, vạt đồi phía sau nhà của ông Trần Đình Minh, 51 tuổi, ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà bị sạt lở. Đất đá tràn vào nhà, xô đổ đồ dùng, dồn vợ chồng ông Minh mắc kẹt ở bờ tường. Công an xã Bình Tiến cùng người dân đã tới phá tường, moi đất đá ra, kịp thời đưa hai vợ chồng ông Minh đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định. Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng ban chỉ huy của tỉnh Thừa Thiên Huế Trước đó dự báo từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, địa phương này có lượng mưa các đợt từ 250 đến 500 mm. Tuy nhiên, đã xảy ra hiện tượng mưa to bất thường trong 24 giờ, lượng mưa đạt trên 800 mm. Ông Hòa nói thêm, nếu như lượng mưa đó diễn ra trong 3 đến 5 ngày thì sẽ khác đi. Đây là đợt mưa cực đoan bất thường gây ngập diện rộng cũng như đột biến, lưu lượng đến các hồ chứa rất lớn, tần suất lũ lên rất nhanh. Đó là lời giải thích về chính thức vì sao mà nguyên nhân khiến cho thành phố Huế bị ngập nặng. Mạng xã hội thì lại có cách giải thích khác. Tài khoản Đỗ Văn Dũng cho rằng nguyên nhân thứ nhất là do triều cường dân cao. Nguyên nhân thứ nhì là do lượng mưa rất to và liên tục. Đó là hai nguyên nhân khách quan không thể phòng tránh được. Tuy nhiên, vẫn còn một nguyên nhân nữa, đó là do con người. Nguyên nhân do con người là sao quý vị? Nguyên nhân, nguyên nhân mà do con người đó là do các đập thủy điện tư nhân họ tích nước quá tham lam để rồi khi mưa quá nhiều thì xả mạnh thế nên theo đỗ văn dũng huế không bị ngập lụt mới là chuyện lạ chúng ta sống xa quê hương nhưng vẫn rất quan tâm tới tình hình đến đời sống của người dân mình trong nước bởi vì chúng ta còn có ông bà cha mẹ anh chị người thân người quen của mình thành ra mỗi khi mà nhìn về trong nước mà gặp những tình cảnh như thế này chẳng ai có thể an lòng được sau khi chúng ta nghe đà lạt một thành phố núi đồi ở cao nguyên mà cũng bị ngập lụt thì mọi người mới tá quả rằng thì ở việt nam cao nguyên mà còn bị ngập lụt thì còn nơi nào khác không bị lụt với lũ hả quý vị và lần này thì đau lòng khôn xiết khi quý vị nhìn thấy những hình ảnh hiện trên màn hình cả thành phố huế đặc biệt là khu đại nội chìm trong nước lũ nhìn như thế này mà không giải thích trước, không ai còn nhận ra thành phố Huế nữa cả, cố đô của Việt Nam nữa cả, phố bỗng thành dòng sông uốn quanh, không phải là sông lững lờ trôi như sông Hương trước đợt lũ mà là những dòng sông cuồn cuộn cuốn đi tất cả mọi thứ, cuốn luôn cả con người. Xin một lời cầu nguyện cho Huế sớm vượt qua tai ương, vượt qua thiên tai cầu nguyện cho người dân huế sớm hồi phục lại cuộc sống của mình cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho tiết mục hot news với thanh tùng vào ngày hôm nay và hẹn gặp quý vị hot news với thanh tùng vào ngày mai